Đến nay tụi mình đi cắm trại lúc này ở nhà thì trời nắng đẹp lắm. Đi gần tới nơi cách cả 4 phút nữa. Là mưa qua trời mà gặp mưa đá nữa. Mưa vẫn phải dừng đi, nhiều xe phải tập vào lê luôn á. Ghê thế chứ. Đi cắm trại chưa bao giờ mà gặp một cái đợt mưa mà nó to như thế này, mà gặp mưa đá nữa. Bây giờ là lớn thế này. Chứ lúc này là không thể di luôn, đường là mù. Mình mới đi qua khỏi cổng này. Và bây giờ mình đậu xe lại này. Xong cái đã đóng cửa lại rồi. Đó, như vậy thì bo với đồ ở trong này á là nó khỏi đi ra ngoài. Đó, người ta cho mình cắm trại ở đây thì mình tuân thủ theo cái luật người ta đưa ra là ok nhá. Đây, bây giờ để mình đi tiếp này. Xin chào các bạn. Mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key. Y&K Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y&K Adventure. Thì hôm nay tụi mình lại tiếp tục đi cắm trại. Hôm nay đi cắm trại thì lúc ở nhà thời tiết rất là đẹp luôn, mà tới đây ngày tự nhiên mưa nó to quá trời luôn. Chỗ mình tính cắm trại á là cái chỗ mà có một cái video ở tuần trước là mình tỏ đi ở đấy rất là đẹp, thì hôm nay mình quay lại ở đấy dẫn bạn mình mới đi khép dẫn lại để cắm trại. Nhưng mà đấy mình thấy nó không cảnh cho mọi người xem ngập nước như rừng U Minh đấy, tới gần cho mọi người xem này. Cái này là còn ngập hơn cả cái đợt mà cắm trại cùng với anh K Adventure á, lần đầu á đó. Là đợt này là còn ngập hơn nữa này. Chỗ mà muốn đi qua chỗ cắm trại á là cái con đường cuối bên kia kìa. Đó, như mà có xe mà four wheel drive á thì đi qua cái khúc này là easy. Đấy, nhưng mà xe tụi mình thì không đủ điều kiện, với cả là sợ nếu mà hôm nay về ngày mai mà mưa lớn á là cái chỗ này nó còn dâng cao hơn nữa, là không thấy đường mà đi. Cho nên là kể cả mình mà bản thân mình á mà có xe four wheel drive á mà đi một mình thì mình cũng giảm đi nữa. Đó, rất là nguy hiểm. Đấy, thì mọi người coi này, đường nó ngập mênh mông luôn. Là thôi chịu không vào được trong kia, là bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ khác. Nhưng mà không sao, tại vì quanh ở cái khu này á là rất là nhiều chỗ cắm trại luôn. Thì trời mưa mà vẫn đi cắm trại là có cái thú vui của nó mọi người ạ. Chứ hãy trời mưa đừng có tới đây xong rồi trời mưa như thế này đừng có buồn nhá. Tại vì mình thế nào expect được trong cái thời tiết như thế này. Đó, thì mình quay lại cái quang cảnh xung quanh cho mọi người xem thêm một lần nữa. Con xe mình kìa, đầu trên dốc kìa. Đó, đâu có dám xuống đây đâu. Xuống đây kể là hết đường đi về luôn. Thực ra cái góc bên này này là mọi người có thể cắm trại ở đây cũng được nữa mà không sợ. Nhưng mà tại vì mình thấy cái dòng chảy nó nhanh, với là nơi mưa to á, cho nên là cũng giảm take a risk. Nhưng mà nếu mà ở đây được cái này là cỡ khoảng 3 gia đình là chắc ở thoải mái. Sau rồi để là được là ngay đây là cầu cá ngoài này sẽ cần là bao bình chứa. Nói chung là cái chỗ này khá hợp lý. Đấy. Được rồi, để bây giờ đi qua bên kia là cao lên á. Là an toàn là đỡ sợ hơn. Chứ không ở đây buổi tối nằm ngủ ghế trời mưa nước này dâng lên là đôi người đôi xe luôn á. Rồi bây giờ để mình lên đường. Mình qua bên kia mình cắm trại. Mình kiếm chỗ để tối nay ở lại cắm trại. Mình mới sang chỗ bên này. Cái chỗ này là đợt trước là có dẫn mọi người đi cắm trại cùng về qua anh cây lần đầu tiên á. Đó, thì chỗ này là nước nó cũng không còn lên cao lắm mà vẫn ở trên cao rồi. Xung quanh đây củi nó cũng gần để đi lấy á, nó thoải mái. Thì cắm trại 2 ngày là quá vô tư luôn. Đó, đường vào nó dễ hơn bên kia. Để bây giờ mình setup lều trại xong rồi đi cắt củi ổn định vị trí để tối nay đợi bạn mình đến là quay thôi. Việc đầu tiên trong khi setup á là mình sẽ treo cái bát trước, nhắm cái chỗ để mà treo cái bát. Xong cái sau đó á thì
đợt này mình sẽ nằm bằng cái swag. Cho nên là mình trao bạt trước xong rồi mình nhắm cái địa điểm để ghi swag lên dưới là bao đẹp luôn. Trời có mưa về đô á thì nó cũng bị gật cái swag. Đó. À, cái chỗ này được một cái á, là đợt trước tụi mình có cắm trại ở đây một lần rồi. Cho nên là cái vị trí cây về mấy cái vị bản đinh là mình còn giữ lại. Cho nên là giờ treo cái này là rất là dễ luôn. Đây là cái bạt đợt trước mình có review một lần cho mọi người xem. Về cái bạt này nó rất là nhẹ, treo bạt rất là tiện, đỡ hơn nhiều so với những cái bạt mà dày mà bạn ở Bắc Ninh hoặc là Anaconda nhá. Thì nếu mà mọi người mà mua qua cái link mà để ở dưới cái phần mô tả trong cái video này á, không những sản phẩm này mà những sản phẩm khác là mình để link ở trong đấy, một phần mọi người sẽ giúp cho cái channel của vợ chồng mình ngày càng phát triển hơn. Đấy là cái link sponsor, cho nên là mọi người nếu mà có mua gì thì nhớ click vào cái link hoặc là nhớ liên hệ mình. Bất kể sản phẩm nào, mình nhắc lại này, Amazon này, eBay này, AliExpress, nếu mọi người mua gì mà muốn support vợ chồng mình thì mọi người có thể comment hoặc inbox về sản phẩm đó, rồi mình nếu những cái mình biết mình có thể recommend cho các bạn những cái tốt hơn chẳng hạn, rồi mình sẽ gửi cái link mà các bạn có thể support vợ chồng mình. Đặc biệt một điều nữa là khi mà các bạn mua dưới cái link đó là các bạn không phải trả thêm một cái phí gì cả. Nói chung giá các bạn mua như thế nào thì giá của bên mình thì nó cũng như vậy, chỉ có điều á là mình sẽ được thưởng hoa hồng từ cái nhà sản xuất đó. Là điều đó là điều mà các bạn có thể giúp đỡ mình ở thời điểm hiện tại nhá. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình sẽ đi treo cái bạt này tranh thủ trước khi mưa lại, rồi set up cái swag. Ngày trời tới đây lúc con cỡ khoảng 6-7 phút đó, mưa ầm, nhiều người là tập vào lê luôn. Mình chạy cổ máy qua đi vào đây nè, mưa. Lúc này mình vừa tới nơi á, thì mình bận công việc là quay review cho mọi người xem nhiều cái sản phẩm. Đó, lều còn chưa set up xong nữa mà trời mọi người thấy không, trời tối này. Đó, là coi như là chưa kịp ăn uống gì. Hôm nay mình còn chưa kịp đi cắt củi nữa. Đó, cố gắng quay review nhiều cái video để cho mọi người xem, chia sẻ cho mọi người. Thì mọi người nhớ muốn xem review về những đồ camping á, và hoặc là những cái đồ tụi mình xài á, trên channel của mình là mình có playlist là YNK Adventure là chuyến đi cắm trại này, rồi YNK Review này, hoặc là YNK Food Porn này, rồi YNK Homestead là chuyên về vườn của tụi mình này, đó, cái backyard của tụi mình trong rau này nọ. Thì đợt này mình sẽ lên những cái video đó rất là nhiều, cho nên mong mọi người sẽ ủng hộ đó. Thì bây giờ nói buồn quá cho nên là như mọi khi đi cắm trại á, là tụi mình luôn thủ mì gói mang theo hoặc mì hộp như thế này đấy. Thì cái đợt này á là mình sử dụng cái mì là mì Nhật, cái này á là ramen, ramen hộp của Nhật lần đầu mình ăn luôn. Lần trước mình có thử một số sản phẩm mì hộp của Nhật đây thì thấy khá là chất lượng, cái mì Nhật mà người ta đóng hộp á ăn cái vị ngon lắm mọi người, ăn giống như kiểu mà mình đi ăn ramen ở ngoài á, còn mì cực kỳ chất lượng luôn. Xin mời mọi người nhá. Mới set up xong, bây giờ đi cắt củi buổi tối. Cực thiệt chứ. May mà còn có củi mà cắt này, người ta đốn sẵn này, cây nó đổ sẵn rồi. Đó, chứ không mà giờ mà đi kiếm củi nữa là cực chết luôn á. Mà cái khúc củi này đổ chắc cũng êm được mấy ngày đấy. Đây. Bây giờ mình cắt củi này. Hey this. Out. Mọi người thấy cảnh anh Tơ Phu đi đốn củi trong đêm chưa? Thấy cái xe củi của mình đỉnh không? Mọi người thấy cái idea cái xe củi của mình hợp lý không? Đó, đi cắt củi mà đi một mình là phải có cái xe này nè. Lúc trước là mình kéo cái xe kéo hai lốp, hai bánh xe, nhưng mà cái bánh nó nhỏ
đi mấy cái đường bùn này là nó bị mắc kẹt á, vậy là cùi năng này. Giờ mình quất luôn cả cái xe này từ trước mình mua để mà đi bắt pipi á, bắt ngáo á ở Nelson. Thì cái link bắt pipi bắt ngáo ở Nelson là mình có chia sẻ ở đây. Facebook của mình á là YNK Adventure, mọi người kiểm Facebook của mình nhá, YNK Adventure. Thì mọi người sẽ có cái bài viết về chia sẻ cái cách bắt pipi ở Nelson nhá. Con bự cho bài này. Hôm nay mình lấy cái xe này thử đi cho cùi. Trời, perfect tại cái lốp này là bự này. Lốp này là bự, đi trong bùn là không xi nhê luôn. Mà nó rất là hợp lý, chờ một đống cùi này nặng lắm á. Cái xe này là cho 100kg hay sao á. Mà mình nghĩ cái đống cùi này chắc nó nặng hơn. Nhưng mà rất là happy. Bây giờ là từ đây từ nay trở về sau là sẽ xài cái xe này đi cho cùi á. Tại vì cái xe trolley được trưởng mình xài hai bình xe á, còn phải cân thêm cái thùng nữa. Mà cái thùng đó bự như thế này đó, mà cái thùng đó thùng nhựa là nó bị bất công. Như cái này là hợp lý, để vô nhà nhà xong rồi kéo xe đi từ từ là không sao cả, nó không bị rách đâu đó. Con muốn cẩn thận đi, chắc là cắt cái khung bằng cái gì đấy ở xung quanh là ok. Rồi bây giờ để mình để cùi xuống. Từng này chưa đâu, đây mới được một nửa ở đâu kia. Mình còn một nửa nữa, nhưng mà thôi để chủ tử em mình tới mình nhờ em mình lấy dùng. Chứ đuối quá rồi, cắt xong đống cùi này là phế. Bây giờ start lửa lên, một hồi em mình tới là có lửa ấm là ngồi chơi về nấu ăn là hợp lý luôn đó. Chứ bây giờ mà đi lấy cùi nữa là khuya quá, là không đốt lửa được. Đi chơi có một món thiếu thiếu đó là nước giải khát. Tối nay mấy đứa em mình mời tới này nấu cho cái món bò nhúng giấm, nhìn bà chạy bò chết luôn. Bò này chút nữa là quấn với bánh tráng à, quấn với bánh tráng rồi có bún nữa này. Trời ơi, đang đợi bún nhìn mấy cái món này hấp dẫn. Này, mượn cái bò cho mọi người xem này, chất lượng chưa đó. Đi vào rừng mà ăn như thế này thì sao mà gây nổi. Này rau xanh này, tươi này. Đó, để cho có cái nồi nước này. Đã chưa? Bên này có cái hộp bị kịp nữa hả bên? Dạ, mắm nêm. Mắm nêm, trời ơi. Vi làm luôn hả? Trời, quá hấp dẫn. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều nha. Dạ. Xin mời cả nhà. Một buổi sáng thức dậy ở trong rừng. Mưa. Đây là quang cảnh tụi mình set up cắm trại. Trời mưa có mấy cái bác này ché nó đỡ. Đi cắm trại trời mưa không sợ. Sáng nay mới đi lấy thêm về một mớ cùi, hôm qua mình cắt sẵn rồi đây. Đây mấy que nhỏ để cho nó start cái gì. Buổi sáng thức dậy ở một nơi rất xa. Đây là quang cảnh tụi mình cắm trại đêm qua. Một chút nắng của buổi sáng sau cơn mưa. Sáng sớm mình dậy á, mình mưa. Bây giờ nắng nó lên rồi nè. Đó, đi cắm trại mùa mưa nó cũng có cái hay, lúc nắng lúc mưa. Cái là nó thoải mái mọi người ạ.
khúc quá. Hey cool. Vừa mình gặp hả? Và hấp dẫn luôn á. Hôm nay là ngày đi về, chuẩn bị dọn dẹp. Mà thời tiết hôm nay đẹp ghê. Đi chơi 2 ngày, quá vui. Hôm qua bạn mình mới đi lên thêm nữa. Set up 2 cái sweat ở đây. Chuyến đi cắm trại này thì có lúc mưa lúc nắng cho nên cũng hay. Giờ dậy chuẩn bị dọn dẹp xong rồi ăn uống xong rồi đi về. Kết thúc chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm thì anh em tụi mình đã dọn dẹp xong đồ đạc, pack lên xe hết rồi. Rồi rác với đồ là cũng lên gấp để mang về nhà, chứ không xả rác bừa bãi. Thì bây giờ tụi mình sẽ lên đường đi về. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với nha. Và nhớ ấn chuông theo dõi. Tạm biệt mọi người.